Chào các bạn. Hôm nay mình lại lên Chi Lăng khai thác ruối. Rất là may mắn hôm nay mình được một cây nhè và kẹp đá các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ chuyển xuống chia sẻ niềm vui của mình với các bạn. Hôm nay mình khai thác hai cây. Cây này là cây phụ các bạn ạ. Quan trọng nhất là cây nhè đá. Đây là cây nhè đá đây. Đây là đá, còn đây là đất. Mà chẳng biết đâu là đất, đâu là đá nữa. À đây là đất. Nặng lắm. Như công phu của mình nó bị hơi bị uyên thâm. Cho nên nó... Ây dồ. Rồi. Không cần. Thôi không, không cần đâu. Rồi. Công phu của mình nó là uyên thâm. Nên mình mới bê được cái hoàn này, cục này. Chắc phải tầm 80 cân các bạn ạ. Cả đá cả đất. Bởi vì nó là cây rất là tuyệt vời. Cho nên mình đã lấy cả cả đất, cả bầu và còn đá. Cái nặng lắm. Phải tầm 80 cân. Đây phơi ruối đây các bạn ơi. Mình trần tưới bóng cực kỳ công phu. Bởi vì khai thác được một cây này là cả vấn đề. Nhưng mình trần quá nhiều cho nên các bạn sẽ không nhìn thấy. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh để các bạn nhìn nhá. Thứ nhất, các bạn quan sát. Đây đốt nhè của nó đây. Đấy nó nhè đây. Thì cây này, gốc nó dưới này, khi phôi ruối mọc lên thì nó vướng hòn đá, nó vòng ra ngoài. Nhưng ngẫu nhiên nó lại đổ vào trong. Sẽ có một cành này. Cành này là mình nuôi sau sẽ thành ngọn. Còn rễ nó lại đặt hay chỗ là nó cong này này. Để nó rễ cong này lại. Rồi, lượn lách đây hơi thẳng thẳng. Bây giờ kế hoạch của mình sẽ làm như sau. Kế hoạch của mình sẽ làm cây này như thế này. Đấy, à, ở bên này vẫn nhìn thấy cái dáng phôi đúng không? Vẫn nhìn thấy dáng phôi. Vẫn nhìn thấy dáng của phôi. Ở đây vẫn nhìn thấy dáng phôi đúng không? Vẫn nhìn, hay quá. Thì mình sau mình sẽ làm cái này.
Bây giờ thứ nhất, mình nuôi cho cái đẻ nhè thật nhiều. Và cái này mình cũng vòng cái cành chính lại. Mình vòng lại, sau đó nhè nó ôm vào đây, cho ăn đá thật chặt. Đây nhá. Thậm chí mình ôm hẳn như đây. Cho cành này nuôi ôm ở đây. Rồi bây giờ riêng bầu đất to này thì trồng không có gì chết được rồi. Mình đắp cao tận đây để cho mọc những cành này. Và sau khi nó mọc xong thì mình xả đất ra và mình ôm cành này lại mọc khoảng vài năm cho nó ôm to. Mình trồng riêng cho nó một mình một phương trời, một vùng đất rộng lớn. Cành này sau đó bằng cổ tay hoặc một cổ chân đi. Thì nó sẽ cái vết vết ôm này, nhà này nó nhà to ra. Sau khi cái cành này nó ôm vào đây, nó nhè được cả phần trên này nữa, thì những vết nhè ở dưới này nó to ra, nó ôm chặt hòn đá. Thì bắt đầu mình mới bới ra, mình bắt đầu làm thân. Sau khi làm thân trên xong thì bắt đầu mình lại tiếp tục sửa rễ. Mình sẽ cắt cái rễ này vòng lại để cho nó gọn. Lại cắt rễ này, à không cắt, xin lỗi, mình gọi là cắt V đấy. Cắt V hoặc là mình dùng cồm kìm bổ, hoặc là mình dùng cưa, mình chẻ nó lại, mình chẻ ra, mình vòng rễ lại. Tức là sau thân nó sẽ lắc như này, lắc từ dưới này lên, lên đây lắc sang bên này, lắc bên này và ôm trọn hòn đá ở trên. Có thể sau này mình sẽ để dáng này, à xem nào, mặt này mặt tiền hoặc mặt bên này, mặt kia tiền đẹp hơn, mặt tiền bên này đẹp hơn, bởi vì có thân lắc đây. Đây các bạn nhìn này, đây nhá, thân nó đây, lắc về đây, lắc về đây, xong lắc về đây, xong lắc về đây, thì ngày sau miệng chậu sẽ ở dưới cái bàn xoay của mình. Tức là mình sẽ lắc cái bàn là cái rễ này, nên rễ này lại. Trên này có rất nhiều rễ nhá, rễ tơ rất nhiều. Và đây là một cành đầu tiên. Hoặc mình để cành đầu tiên trên này nhá, để cành đầu tiên trên này để mọc khỏe nó ôm. Một cành đầu tiên trên này, lắc trên bên này gọi cành hồi âm. Còn đây, cái thân này mình cho nó ôm xuống dưới. Bây giờ mình nuôi cái thân này cho ôm dưới để nó nhè thật nhiều. Sau đó đây lại thành ngọn mà thôi. À đây chỉ thành cành thứ hai và một ngọn trên này. Và tương tự như vậy mình để mặt mặt tiền. Đây nhá. Cành này sẽ gập xuống. Bây giờ nó là thân chính để nó nuôi cho nhè. Nhưng sau này bông ngọn trên này. Cành này gập. Đây. Cành đầu tiên bên này nhá. Đây 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 này, không bên này, xem là mình có cành nào không nhỉ? À trên này có cành, đây có một cành. Rồi. Cành đầu tiên mình cho nó bẻ về đằng sau, đằng trước, đằng sau, đằng trước, lắc đi lắc lại. Thôi cái thân tạo sau. Đây là cành thứ hai, thì cho lại đằng trước, lắc đi lắc lại. Ở đây tạo một cái cành lên, làm ngọn, cho lại đằng sau, một bông đằng sau làm một bông đằng sau làm một cành phong, và bông đằng trước gọi ngũ phúc. Thì cây này ngày sau nó sẽ ôm vào đá ở trên và thân nó ở dưới miệng chậu nhá. Miệng chậu về sau chính là cái bàn xoay của mình. Vì bàn xoay, vì hòn đá quá to, cây này bây giờ đã quá nhỏ, mình nuôi cho khoảng 4-5 năm. Hoặc tóm lại mình nuôi sao cây này sao nó ôm nhè to, có thể bằng bắp chân hoặc cổ tay trở lên. Bằng bắp tay nhá, cây bây giờ bằng cổ tay rồi. Bằng bắp chân. Tức là nhè đảm bảo là mình lấy đá, lấy búa đập với tuột, hoặc không tập được đập tuột nữa, phải đập vỡ với tuột để cho nó ôm chặt hòn đá. Và về sau hòn đá sẽ là ở trên. Ở trên hoàn toàn. Và đây là một cây ngũ phúc ôm đá. Thì bây giờ ôm đá nó ở trên. Thì bây giờ mình gọi ôm đá thì nó bình thường, mình sẽ đặt tên là bồng thạch, tức là ôm bế hòn đá. Ở dưới sẽ là mộc bồng thạch, nhưng mà mộc bồng thạch thì trên mình đặt tên là núi. Thì cây phôi này sau này mình sẽ tương lai mà đặt tên là bồng thạch Kỳ Sơn. Bồng thạch Kỳ Sơn các bạn nhá. Các bạn tư vấn giúp mình. Bồng thạch Kỳ Sơn, bây giờ mình quay các hướng để các bạn quan sát. Đây, mình sẽ nói nhá. Cành đầu tiên đỏ về đằng sau, bẻ về đằng sau, lắc về đằng sau, cho về đằng trước 4 lần. Đằng sau hai cành, đằng trước hai cành và bông ngọn. Cành thứ hai đây, cho đằng sau, à cho về đằng trước để trả lại, cũng như thế 4 lần. Và một bông ngọn ở trên này, cho đằng sau, vòng lại sau, làm cành phông và cành này trước. Bây giờ các bạn quan sát bốn hướng. Cây này mình sẽ đặt tên là bồng thạch Kỳ Sơn, tức là bế hòn đá nhưng như một dãy núi kỳ dị. Cảm ơn các bạn xem video. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và ngủ ngon.